Như họ Quỳnh là mở hai là vợ của ông Quỳnh Nhân Phải, mà ông Quỳnh Nhân Phải là con của ông Quỳnh Nhân Đàn, phải không? Quỳnh Nhân Phải nè, Quỳnh Nhân Phải ngay đây nè. Ừ thì con nè, bước bước hai qua nè, con bạn màu của trắng ông. đã. Ừ, đó là con Ủa. hai đó. Quỳnh Thị Thanh này là bà Sáu, là bà mất ở bên Mộc Hóa, mất còn trẻ, mất 24 tuổi. Đó, họ Quỳnh, Quỳnh ông họ Quỳnh là Quỳnh Văn Đàn, là cha của Quỳnh Văn Phải. Cái này nè, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Quê nè, ngoại Quỳnh Văn, Nguyễn Văn Hưởng ở đây nè. Nào ngoại coi chứ thử ngoại thấy cũng như mà thấy biết sao sao. Nguyễn Thị Quê là ai? Nguyễn Thị Quê này á là cái ông là đời đời trước nè, 1800 mấy nè, cũng ông như Quỳnh là Văn ông Tỵ. nội rồi, ông nội của ông Hai Phải rồi. Dạ. Rồi cái ông Quỳnh Công Trạnh này là cách mạng dữ lắm nha, cách mạng cốt á. Dạ. Mà ông hết rồi cũng đem về đây luôn. Cái này là cũng như là em chồng em của ông Đàn là bà hai con cũng như là bên chồng mà cũng như là cũng hơi cách xa xa. Dạ. Mà còn họ hàng mà bác cũng đem về đây làm luôn. Dạ. Không nhận phải gì khen nữa. Đó, Lê Thị Nga là bà Bảy. Bà Bảy nào, bà Bảy gì? Bà có Bảy sao cũng là cái thân giá. Dạ. Gắn lá là tuyệt quá. Dạ. Cái thắp hàng cha trước không? Trong tiếng họ của mình có ở trên là bà ngoại và bà Nguyễn Thị Lắm. Cháu ruột, con ruột, em ruột, có dùng cái chữ ruột có sao không vậy đó. Dạ. Joan Batista. Sáng nay có chồng về bên Mộc Hóa. Hỏi tiêu nay mua tới được 50 kg rồi. Dạ. Nhà lại cho con. Dạ, nhà cho con. Dạ muối. Nhà quần áo lát nữa chở nè. Chứ không phải nói đầm khơi đâu. Dạ. Nhà,
ổng nãy nói bằng hơi là 50kg nè. Đó, thấy chưa? Cái bao này đó phải không? Đây đây, thằng này đầy nhóc hết. Không, không cho vô bao, cho vô bao nó sẽ bị hơn. Một lần ra nghĩa là 10kg tiêu không? Thơm quá. Đó, thấy chưa? Dạ. 50kg đó, đây nữa nè mà. Đây nữa nè, đây nữa nè. Ở đây thì lưng rồi. Mỗi lần rang là làm bao nhiêu bà hai? Mỗi lần rang làm theo sức à? Dạ. Sức mà làm được. Chảo nào rang đâu bự lắm phải không? Ngày làm được có 4 chảo. Ngày làm có 4 chảo à? Đỡ được 50kg đâu kêu đó. Đem ra rồi sai. Rồi quần áo này cho nè. Ngồi đây nè, sai nè, có sai đây phải không? 1,7 triệu. Nè. Chả tiêu à? Ờ. Ba. Một ngày làm 4 chảo đó, ngày hôm qua đó. Báo cáo cho biết mới mua được cái máy 1,7 triệu là sai tiêu. Tiền sai mua tiêu. Không, mở cho 2 keo nhất định. Còn 2 keo này chiều nay mở bỏ nhà thương đúng là rồi bắt đầu cơm nước xong rồi mở làm nhà mơ mở cho tiếp nhà thương. Dạ. Đúng là 4 keo này chiều nay chẳng nhà thương mà sao con hơi quá. Mà bây giờ thí dụ con muốn xin muối là con lại đang xin rồi ấy tiền keo phải không? Đúng vậy. Rồi dạ nhớ. Nhưng mà phải có thời hạn. Lỡ mà không có muối bỏ keo đó rồi ngày khác lại. Dạ. Cho số điện thoại đây. Cũng chứ nhiều tất khi cả gọi mọi người làm ở đâu nghe. À. Mới tất cả mọi người ai cũng vậy. Dạ. Chiều nay là từ thiện Hoa Sen tới nè. Hoa Sen. Dạ. Từ thiện Hoa Sen bệnh viện ung bướu tới. Rồi. Nhưng mà bữa nay là còn muối ớt đó hồi nãy nhỏ bán nha chai hỏi xin mới lấy ra xúc cho miếng làm muối tiêu chiều rồi thí dụ muốn gấp muối gấp tiêu gì cũng đem lại đây được phải không? Được hết tất cả rồi nè liệu tiền nè. Con cháu cho xài không á xài gì dư ăn dư ăn hả? mình được tiền bổ sung vô từ thiện đây bây giờ mình ăn chực ăn chực coi như mình vừa làm lấy công mình ăn chực luôn. Dạ. Rồi còn tiền cho thì tao làm cho tụi mày cho lấy cái đức cái phước của thần. Dạ. Làm cho tụi mày chứ tao sắp sửa xuống lỗ rồi tao không có còn để mà ấy nữa. Dạ. Cho mẹ già tính cho con vậy em. Dạ. Hồi còn đương sức thì mình làm có vật chất đưa nuôi cho nó. Bây giờ không. Còn đương sức làm ra tiền á thì nuôi cho nó lớn ăn học cho giỏi sao thành tài. Rồi bây giờ khi nào mình già cái bây giờ để cái đất kiếm cái đất cho kiếm cái đất lại cho cái tụi này. Dạ. Đó. Là cũng lấy hết trơn. Là coi như hy sinh là mẹ hy sinh hết. Mẹ hy sinh hết. Khi đương thời hy sinh theo đương thời mà khi là... khi đương thời là hy sinh nuôi cho nó lớn. Dạ. Rồi bây khi là già thì già tạo được cái đất nè bà hai. Bây giờ bà hai cho con biết tên đầy đủ bà hai đi. Bà hai á là Nguyễn Thị Kim Hòa. Nguyễn Thị sinh Kim Hòa sinh 1941. Dạ. Có nhớ sinh nhật không? Thôi không có ăn sinh nhật. Ở nhà này không có chơi sinh nhật. Chơi mấy đứa nhỏ thôi. Già thì bắt đầu vô nhà hàng ăn cái đi về. Mới ăn sinh nhật mấy bữa nay. Dạ rồi 1941 nha. 1941. Nguyễn Thị Kim Hòa. Nguyễn Thị Kim Hòa. Danh từ tức là Mỹ Linh. Mỹ Linh. Con làm trần từ thiện là bà hai không tên. Bà hai không tên. Không có tên tuổi gì. Yeah, thì cái tên là bà hai không tên. À, cái việc gửi đồ tới cái hỏi mấy người đòi biên vô trong mấy rồi nè, nó khỏi. Có hai chữ, hỏi hai chữ gì? Không tên ở lầu 20 rồi. Dạ, yeah, cảm ơn rồi. Rồi thôi chị về. Bye bye. Cô ba kêu ấy quá nè.